tôi cứ nghĩ là phải đi sang nước ngoài. Nghĩ là bệnh tật của mình là không thể khỏi được. Cái tư tưởng là rất sợ, nghĩ là bị cả đời. Bác sĩ bảo là cứ yên chí rồi đâu qua đó. Cũng không ngờ là nó tốt đến mức độ này. Từ đấy thì rất nhiều bệnh nhân đặt biệt danh cho bác sĩ Trung là Đôi Bàn Tay Vàng. Cho dù người ta giàu có hoặc người ta nghèo, phương châm của tôi ấy, là tất cả các bệnh nhân vào viện ấy, mà tôi tạo điều kiện tốt nhất. Đầu tiên là đi kiểm tra định kỳ, thì là bác sĩ bảo có sỏi phải tán, có thể hỏng thận. Thế thì cứ kêu nhiều thì bác sĩ mới cho đi siêu âm. Siêu âm thì bác sĩ mới phát hiện là thủng niệu quản, thì bác sĩ cho đi mổ. Thế thì mổ ra thì coi là cứ mỗi ngày là 1.5 lít với 2 lít nước tiểu, là nó có dò ra cạnh sườn. Gần một tháng thì cứ như thế thôi. Lúc bác sĩ bảo là đi mổ lần hai. Mổ lần hai thì nó cũng đỡ đi. Nhưng mà chỉ được 1-2 tuần bắt đầu nó lại nhiều như thế. Thế thì nằm 3 tháng ở viện thì bắt đầu mới chuyển sang bệnh viện của bác sĩ Trung. Bệnh viện kia thì coi là cứ ai mà hỏi thăm là chỉ có nằm khóc, không nói được gì mà chỉ có khóc suốt ngày. Ai đến thăm là lại nước mắt nước mũi lại khóc, tại vì là thấy tất cả các bệnh nhân là vào sau mình mổ là chỉ có 1 tuần là ra viện, mà đây mình lại 3 tháng rồi mình không được ra, cho nên nghĩ tủi thân, mà nghĩ là bệnh tật của mình là không thể khỏi được. Cứ đeo cái túi cạnh sườn này, nó lâu bắt đầu cái cạnh sườn nó thối, ròng rã khoảng 3 tháng, nó không khỏi. Bệnh nhân Dung bị sỏi niệu quản. Đầu tiên là người ta mổ nội soi ở một bệnh viện ở Hà Nội, và sau đó thì bị dò vết mổ và đã phải mổ đi mổ lại 1-2 lần, tức là cái nước tiểu nó cứ dò qua cái vết mổ chảy từ sườn ra, hôi hám nó cứ chảy ra liên tục. Tôi thăm khám và tôi xác định là cái này cần phải xử lý. Bệnh nhân đã đi mổ mấy lần rồi, thì tự nhiên cái tư tưởng người ta rất sợ, nghĩ là bị cả đời. Bác sĩ đến thì bác sĩ bảo là cứ yên chí rồi đâu qua đó, thì lúc đấy là tôi rất là tự tin là bác sĩ chữa khỏi cho tôi. Về đấy thì bác sĩ điều trị khoảng 1 tháng sau thì là lành bệnh. Xong về là bắt đầu là tôi hồi phục, coi là mỗi 1 tháng là tôi lên 4 cân. Thì khoảng 2 tháng thì bắt đầu là chồng tôi cho lên bệnh viện bưu điện để khám lại. Thì cô y tá bảo sao bây giờ vợ anh béo thế mà em không nhận được ra, chỉ nhận được ra anh chứ không nhận được ra vợ. Lúc đấy là tôi thấy là người nó thoải mái và nói chuyện với mọi người, là lúc đấy là tôi tự tin hơn. Là tôi mừng là tôi khỏi bệnh. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ với các cô y tá ở bệnh viện bưu điện, nhất là bác sĩ Trung. Mình cũng không ngờ là nó tốt đến mức độ đấy. Từ lúc đấy giờ là tâm lý thoải mái, chịu khó làm tốt, nói chung là về là lao động suốt ngày mà không thấy mệt. Rất là cảm ơn bác sĩ Trung đã chữa trị cho vợ tôi, là tôi
rất là cảm ơn. Trong hành nghề và đặc biệt là chúng tôi rất nhiều bệnh nhân đến, thì khi đến thì có rất nhiều những cái mặt hàng bệnh là bệnh nhân sỏi thận để lâu ngày gây ra ảnh hưởng đến chức năng thận. Chúng ta phải cứu càng triệt để càng tốt, còn cắt thì rất dễ. Chính vì vậy mà nhiều bệnh nhân tuổi trẻ mà bệnh nhân đã đi khám một số nơi thì người ta chỉ định cắt thận người ta. Đấy, thậm chí can thiệp rồi, đấy, can thiệp nội soi rồi nhưng mà chưa thành công và người ta chỉ định là thôi cắt thận. Và cuối cùng bệnh nhân đến với chúng tôi. Cháu bé nhà mình trước đây đi học về ấy, đi trường thì nó không đi lắm, đái nhiều nhưng mà về nhà nó cứ về nhà là đi đái liên tục ạ. Đã đi khám rất nhiều nơi nhưng mà không biết cái bệnh gì. Nên hôm nay đi xuống Hà Nội bệnh viện Bưu Điện thì được bác sĩ Trung khám tìm ra bệnh. Để cháu quay lên. Đó, cháu đau bên nào? Có đau không? Đi đái rắt xong. Đái rắt, đó. Hay đái rắt không? Đi học về cứ đái liên tục đấy. Phải mổ nội soi thôi, cháu không sao đâu, nhá, không có đau lớn gì đâu, nhá, trên người không có việc gì, nhá, không đau lớn gì cả. Sẽ cắt cái khối đi đi mà trên người không có vết tích gì cả. Đấy, không phải một phanh cho nên là yên tâm đi. Bây giờ đau không? Không đau à? Đây đau không? Không đau. Ừ. Chỗ này đau không cháu? Chỗ này chỉ đau một chỉ thôi à? Đấy rồi, đi tiểu buốt không? Cháu đi tiểu buốt không? Cháu đi tiểu buốt. Buốt à? À, cháu bị như thế là được bao lâu rồi? Cháu bị được một năm rồi à? Cháu có sợ mổ không? Không sợ lắm. Không sợ lắm à? Giỏi đấy. Đây là một cháu nhỏ mà có triệu chứng tiểu buốt. Tiểu buốt mà cùng người ta đi, cái cháu đi các nơi thì không chưa chẩn đoán ra là cái gì cả. Thì đến với tôi thì tôi đã xác định đó là một cái tiểu buốt mà với cháu nhỏ thì thường có nguyên nhân. Nó không phải tự nhiên mà cái cháu có tiểu buốt như thế, cháu nữ. Và chúng tôi đã cho chụp cái lớp thì xác định ra là cháu bị xa lồi niệu quản. Tức là gì? Tức là niệu quản chỉ bình thường chỉ tới bằng quang là nó dừng. Nhưng mà trường hợp này thì nó lại lồi luôn một đoạn. Đấy, nó lồi cái niêm mạc, nó lồi vào trong bằng quang. Nó chẹn luôn vào cái đường tiểu. Đấy, từ bằng quang đi ra, nước tiểu từ bằng quang đi ra. Đấy, nhà cháu luôn luôn cả rất buốt. Đấy, các bạn tưởng tượng cháu nhỏ mình, các con nhỏ nhà mình ấy, cứ lúc suốt ngày cháu nhăn mặt buốt thì các bạn tưởng tượng nó sẽ buồn phiền như thế nào. Và chúng tôi sẽ mổ xử lý cái cắt cái xa lồi cho cháu bằng nội soi. Thì hy vọng là cháu sẽ hết cái triệu chứng đó. Khi mà chúng ta xác định được cái triệu chứng và cái bệnh rõ ràng rồi thì hy vọng là sẽ tốt cho cháu. Đặc biệt cháu gái, các bạn biết rằng vết mổ trên người sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ rất lớn. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng bằng nội soi không có vết mổ trên người để sau này cháu có thể được cái hạnh phúc gia đình bình thường. Dưới này bệnh viện cũng y sĩ, bác sĩ, y tá đều tốt ạ, đều chăm lo tốt cho cháu ạ. Bác sĩ Trung ạ, chữa trị cho mổ cho cháu là gia đình rất yên tâm ạ. Bố thì rất là mong con được mổ tốt đẹp ạ, cho con lành lặn đi học tốt ạ. Phương châm của chúng tôi ấy, là tất cả các bệnh nhân vào viện ấy, mà tôi tạo điều kiện tốt nhất, đó là phương châm xuyên suốt như thế. Cho dù là gì, người ta giàu có hoặc người ta nghèo hoặc từ miền núi vân vân. Tóm lại về mặt chủ trương, phương châm là tạo điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhân. Các bạn biết rồi, đi viện rất vất vả và cũng thời gian rồi tiền bạc vân vân. Đây là lỗ niệu quản rồi.
đây là cái sơ lồi đây này. Đấy, nhớ. Đây này, sơ lồi này, nó chẹt luôn này. Nhớ. Đấy, chính là cái này này. Đây này, cầm gấp lên. Đây chính là cái sa lồi đó, sa lồi đó, ngoài nhìn không, chúng ta cắt cái này đi. Và chính đây ấy, đây chính là cái mà nó gây ra hiện tượng là gì, là đi tiểu bút tiểu đất. Đây là bàng quang của cháu bé đó. Thôi chúng ta xử lý khối này đó. Đây là chúng ta đi vào bên trong của cái nang này và bên ngoài đây đó. Bây giờ chúng ta cắt đây, chúng ta sẽ cắt cái này, chúng ta cắt bằng laser. Cảm ơn bác sĩ Trung đã chữa trị cho cháu. Tất cả bác sĩ bệnh viện Bưu điện, y sĩ Tá đã cố gắng chữa trị cho cháu Hương. Chúng tôi được khỏi bệnh và đi học tập tốt ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Bác sĩ Trung là một người thầy, một người anh rất là chan hòa, rất là chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đối với các nhân viên ở trong khoa. Vấn đề thứ hai là về chuyên môn thì bác sĩ Trung là một người là rất ham học hỏi về kiến thức, tìm tòi những cái kỹ thuật, những cái triển khai những cái phương án mới để nhằm mang lại sức khỏe điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hầu như ở trong khoa thì các bác sĩ ở đây hầu hết là các bác sĩ trẻ, ngoài là đồng nghiệp thì tất cả anh em chúng tôi thì đều xem anh Trung như là người thầy thứ hai của chúng tôi ở trong khoa. Phát từ các kỹ thuật, các cái phương pháp can thiệp mà bác sĩ Trung đã triển khai suốt thời gian 25-30 năm ở trong nghề thì giúp triển khai các kỹ thuật mới, can thiệp rất là sâu nhằm mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân và hạn chế tối đa cái biến chứng có thể xảy ra. Từ đấy thì rất nhiều bệnh nhân đặc biệt danh cho bác sĩ Trung là đôi bàn tay vàng. Trung cũng là một cái trưởng khoa mà ở bệnh viện điện là người trẻ tuổi nhất. Trong quá trình làm việc của bác sĩ Trung thì từ khi tôi về đây cho đến hiện nay thì giờ làm việc của bác sĩ Trung là không phải là 8 tiếng nữa mà bắt đầu là từ 6 giờ hoặc 7 giờ và về muộn là cũng là từ 7 giờ tối. Hết lòng với bệnh nhân và sẵn sàng giải đáp thắc mắc rồi giải quyết những việc của bệnh nhân để bệnh nhân được có một cái liệu trình điều trị tốt nhất. Bệnh nhân được ra viện sớm nhất.
lúc mổ ra ấy, tiếp đón bệnh nhân ra ấy, thì tôi thường tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân trên các tin nhắn cũng như là trên cái fanpage và trên cái Facebook ấy. Thì thông thường rất nhiều các cái bạn ở xa xôi, các bạn nhắn tin hỏi thì tôi cũng phải trả lời cho các bạn đó. Thì nhiều khi đêm trước khi đi ngủ, nhiều bạn hỏi tại sao bác sĩ cứ toàn trả lời buổi đêm, bởi vì chỉ có đêm tôi mới rỗi. Cái dịch Covid nó làm cho chúng ta phải giãn cách xã hội và thậm chí các bệnh viện hạn chế những bệnh nhân đến viện và chỉ giải quyết những bệnh nhân cấp cứu. Mà như vậy thì có rất nhiều những bệnh nhân mà chưa phải cấp cứu nhưng mà người ta cũng cần phải chăm sóc. Vì vậy tôi đã thành lập cái hội sỏi thận trên cái Facebook. Xin chào các bạn và chúng ta bắt đầu gặp nhau đấy, một sáng chủ nhật. Và chúng ta cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình hội và chúng ta cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu về bệnh thận tiết niệu này, sỏi thận này, đó, cũng như là tất cả những cái vấn đề về sức khỏe mà các bạn cần. Thì các bạn có hỏi, bây giờ một bạn đặt là câu hỏi là gì, là nếu trong trường hợp sỏi thận đó, thì ăn uống gì, đó là điều quan trọng nhất. Đầu tiên các bạn phải uống nhiều nước, bởi vì uống nước nhiều là một cái phương pháp phòng tránh sỏi thận tốt nhất. Đó. Theo một nghiên cứu rằng nếu chúng ta chỉ uống nước đủ là bao nhiêu, là khoảng 2.5 lít một ngày, thì chúng ta có thể phòng tránh được 50% sỏi bệnh tái phát. Ngày xưa bố mình cũng bảo là có hai nghề là nghề giáo và nghề y thì con nên đi theo. Cuối cùng là tôi chọn nghề y. Đã đi vào nghề y rồi thì cái đam mê nó rất nhiều, cho nên là đối với con mình truyền cảm hứng đó cho con. Và có những lần thì trước đây mình lúc đầu thì nói các con cũng chưa thích đâu, nhưng mà mình dẫn con đến viện đó, cho các con đi mặc áo polo nóng giả là bác sĩ để cho con tạo cảm hứng cho con. Thì cuối cùng là mình có cậu con trai cũng đang theo con đường của mình, cháu đang học ở bên nước ngoài. Cái hồi mà con đang học cấp 3 thì cũng có một vài lần là được theo bố lên bệnh viện. Và trong những cái câu chuyện hàng ngày thì bố cũng kể những cái câu chuyện mà cứu giúp được cho bệnh nhân. Và anh Trung thì luôn nói rằng là khi mà mỗi cái bệnh nhân mà anh ấy chữa khỏi thì anh cảm thấy rất là vui. Và anh cũng truyền cái niềm vui đấy cho con. Hôm qua học được mấy giờ đêm? Nhiều khi con điện về mà vất vả quá, nhưng mà biết làm sao được, vào ngành y là phải như vậy. Thời của mình ngày xưa cũng vậy, và bây giờ và mãi mãi về sau, học y là phải chịu khó, không có nào khác. Cái học y là không phải học 1-2 ngày, mà học cả đời. Ông thì vẫn thế, hàng ngày bố về bố vẫn phải tập cho ông ấy. Bởi vì là ông năm nay 93 tuổi rồi, nhưng không tập thì cái cơ, cái khớp nó bị cứng, bố vẫn phải tập. Bố ơi, trong ngày hôm nay thế nào? Mình nghĩ là bất kỳ một cái thành công nào cũng phải có cái sự nỗ lực. Anh Trung nhà mình thì ngoài cái việc anh yêu nghề, anh ấy có tâm, thì bên cạnh đấy thì anh nỗ lực rất là nhiều. Thế nên là cái thời gian mà dành cho gia đình đương nhiên là sẽ bị giảm đi. Ngoài cái đấy ra thì mình vẫn nhận thấy là anh ấy khi mà có thời gian rỗi là anh ấy đều rất là quan tâm đến gia đình. Kể cả anh ấy về 11-12 giờ đêm hay là thậm chí giữa đêm về thì vẫn lên thăm hỏi ông và chăm sóc cho ông. Còn các con thì cũng thế, anh ấy rất là quan tâm, tận tình từng ly từng tí một. Ôi, cảm ơn em. Phần lớn là thời gian là anh dành hết cho công việc, cho bệnh nhân. Kể cả những lúc mà trong những cái giờ sum họp của gia đình, 30 Tết cả nhà đang liên hoan giao thừa thì anh ấy có bệnh nhân gọi, thì cũng vì bệnh nhân nên là cũng anh ấy cũng xin phép bố mẹ và đến bệnh viện chữa cho bệnh nhân, xong rồi về vẫn kịp đón giao thừa. Hôm nay là mổ tính ra là 13 ca. Ủa 13 ca cơ. Hơi mệt. Không thể không nói là đôi khi thì cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng mà cũng quen dần. Mà cũng thấy cũng rất là tự hào bởi vì anh ấy có thể giúp được những cái khác khỏi đau đớn.